Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì bữa nay là ngày 30 Tết rồi cô chú anh chị ơi. Thì buổi chiều Bùi Hải phát hiện cô này thường xuyên lên mộ cậu để xin số nè cô chú anh chị. 30 Tết rồi mà vẫn còn lên xin số nha cô chú. Không hiểu luôn, không hiểu luôn trời. Cô, chào cô. Cô lên nào vậy? Vẫn lên á. Bữa nay chở hai cây hoa. Chở cô chở cái nào đây cô? Chở hai cây hoa, cái mắt nhìn chừng sợ nó gãy á, chứ không có mua cái gì được hết trơn. Cô chở cái cây hoa nào vậy? Cặp này nè, cặp này với con. Hai cặp thọ nhỏ này hả? Hai cặp thọ hai màu luôn hả? Cái này kia kìa. Cái mắt dịnh nó không mua cái gì hết trơn kìa luôn, nước lên đây. Thôi Tết rồi, nghe cô Tết 30 rồi đó. Lên vái cậu thôi, đừng có xin bậy bạ nha. Nó có xin gì đâu. À rồi. Bậy bạ, nó bậy bạ nhau nha. Nó có trong ngồn năm mà nó bậy bạ. Không có biết chờ cái vụ đó đâu rồi nha. Bậy bạ là Tết chứ cậu không có cho đâu à. Tôi đâu có xin đời bà gì đâu. Mình xuống quá tư cư, con coi thử coi. Có người lục cái máy tư thử coi có chơi gì không. Tôi cho lục thoải mái. Thôi ơi, lục chi vậy, con nói vậy thôi chứ lục chi. Tôi có lục tư máy tư đó. Ai vậy? Ai biết mà tôi mới lục thoải mái. Ai lục máy của tôi vậy? Tôi cho gọi máy chứ tôi có chơi gì đâu mà sợ, không cho lục chứ lục thoải mái đi. Trời ơi. Ở bên sạn nha, rượu đi tắm răng luôn anh Ngọc ơi. Ở lâu mộ cậu luôn rồi. Bữa nay 30 là về đón ông bà giao thừa đâu. Về đón giao thừa. Nếu mà quay viên cho ở lại là tối nay em vô rồi đó. Bên Minh Sinh có cho đâu. Nó vụ mắc trộm thuốc này kia trong mẫu cậu nè. Bây giờ người ta không cho vô bằng đêm nữa. Không cho ở lại bằng đêm nữa. Hoặc cho em là tối nay em vô rồi em đón giao thừa với cậu liền. À để em lấy cái cây coi. Mày ơi trời, 30 Tết gì mà có ba anh em với anh Ngọc nó bốn người trời. Ông Dông ổng về rồi. Thôi để em lấy cái cây coi, lấy cái cây em dựng máy. Lấy cái cây dựng lên ha cô chú anh chị. Rồi quay phụ tấm lăng với mấy anh em. Tấm lăng cuối năm. 30 Tết gì mà có 3 YouTube. Bữa nay tấm lăng rồi em ở lại tấm lăng rồi. 3 YouTube là có 3 kênh YouTube rồi. Đúng rồi. 30 Tết. 30 Tết thì có 3 kênh YouTube kênh nè. Với một ekip. Ủa. 3 trong 1 luôn hả hai ơi. Bữa Tết chỉ có duy nhất 3 YouTube, 1 ekip. Lần cuối năm bữa nay bà, bữa nay bà đúng rồi. Bà lăn phù hộ cho con ha. Phù hộ con tu sẽ được nguyên một năm bằng rồi làm tài trẻ sinh. Tiếp qua hôm nay.
thằng mày để giờ cái máy lại. Mấy anh em có phòng hành tay phải chứ, làm ăn có tiền học ơi. Em tính mở lại mà không cho đó. Nếu mà cho em mở lại là tối nay 10 giờ em vô đây em like tới 12 giờ luôn á. Không, like được mà view nhiều lắm. Chưa ai thấy like vô đó ha. Nhưng mà tính trước của hôm qua tính xin đã lại đang vô like mà không cho. Trời ơi, răng của ông sao mà nhân nhà nó đóng luôn rồi. Mà bệnh nhân nhà nó đóng không? Thì ở bên kia nó đóng, rồi bên đây bây giờ mình vô mộ chú, thắp hương cho chú luôn. Thì bữa nay mình có được lau mộ không? Bình thường nhất bữa nay mà mình phải không hết chứ. Không cho lau mộ là chuyện à. Nhưng mình chăm dầu được luôn, hôm qua mình đâu có làm. Bây giờ mình chăm dầu luôn đi. Hôm qua mình đi. Đâu có chăm dầu luôn. Bữa nay nắng quá trời ta. Có dầu bữa nay kẹn luôn rồi nè. Lửa ta cái nó hôi rượu quá. Về mình nhậu được cũng hay thiệt. Giờ để đi luôn hả? Thôi thẳng là mình lau luôn mộ đi. Thôi về chăm dầu đi. Mình xin cậu về sớm để đón ông bà. Về nhà rửa nhà đón ông bà đi. Về nhà ông Tết. Thôi mình để đi, mình nó đổ đi thôi hiện cái giờ. Bỏ thằng chơi rước cho xong thấy nó. Hết rồi đúng không? Thôi giờ mình đem dầu luôn. Giờ không còn nhiều hạch viên hết, mày vô mình vô hỏi đem ra, hỏi đem ra. Lại vô luôn hả? Mình lại tặng chỗ luôn. Vậy thôi, em cái gì cậu? Hả? Kiếm cà phê uống. Vậy đem vô đây này cho bán. Vậy em đem vô đây phụ anh đi. Đem tận nơi luôn á. Đúng rồi. Bữa nay xin phép chú về sớm 3 giờ về. Đúng hả? Mình lau mộ cậu đi, đúng nghe xin cậu về sớm. Bây giờ em chăm dầu không? Em lau mộ, anh với chị chăm đi. Đèn bị rớt luôn kìa trời. Đèn gì em? Gì đèn vậy? Nóng quá leo chịu nổi. Lau mộ anh chị chăm dầu đi, em lau mộ cậu. Vậy giấy anh lấy đâu vậy? Hả? Vậy chưa lấy mà. Nãy có mà. Đó mới lấy ra đó. Mà cái mai của chị Bình Tinh nở quá trời nở luôn rồi nè. Nở ngay ngày Tết luôn rồi đẹp rồi. Trời ơi rụng nhị xuống đây luôn nè Hải. Rụng quá trời trên bộ cậu nào mới quét xuống này. Rồi cái trái dưa của em mà chừng nào mới hết Tết luôn đúng không? Để hết Tết luôn, hồi sáng anh Minh anh bỏ cái dĩa cái cây anh lên đó nên không có để được cho mình sợ cậu. Bữa nay chưa vô thắp bà khó lộn thắp cô chú. Thank you.
rồi châm hết chị dầu luôn mà không đầy cái bình luôn. Lấy mà anh chạy đó vậy. Có nhị ha. Ừ. Không có vẻ đúng không? Rồi để thắp nhang cho cậu. Nha cậu, bữa nay xin cậu về sớm bữa. Chào Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Vào ngày mai, hôm ngày mai mùng 1 Tết, Bùi Hải vẫn còn ở lại với cậu Năm nha cô chú anh chị. Khuya mùng 1 Tết, Bùi Hải mới về quê. Xong mùng 4 Bùi Hải lên quay ghi hình tại mộ của nghệ sĩ Tú Vũ Linh tiếp tục cho cô chú anh chị xem mà. Dạ Bùi Hải một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.